chồng chị quen với cái cô đó, nó làm trong ngành may là còn mướn phòng trọ cho cái cô đó ở nữa. Trong khi mình đạp xe đạp, mình đưa con mình đi học, cố mình dành dụm tiền bạc, mình mua góp được chiếc xe để cho chồng mình đi làm, mà lấy xe đó đưa cho người khác đi. Cô bé đó chửi ngược lại mình, chửi mình là đồ con. Chị nghĩ sao chị chửi tôi như vậy vậy? Tại vì chị giật chồng của người ta. 10 năm đầu thì không có cái vấn đề về bầu bịch ở ngoài gì hết. Nhưng mà chỉ có cái là làm ăn thì lung tung, nói chung là làm thôi chứ không thấy mà có cái thu nhập gì cho vợ con hết. Qua một cái chỗ làm mới thì giống như là cái ông sếp này thì tánh ông cũng rất là năng nhăng. Thì không biết là chắc là tại anh học đội hay sao không hiểu nữa. Thì bắt đầu từ năm đó bắt đầu anh cũng cặp bồ giống như cái ông sếp đó. Bồ của anh xuống tới nhà chị luôn. Mà chị không hay, rồi lúc đó chị cũng không biết đó, là cái chị đó là cặp bồ với chồng mình. Sau cái đợt đó về thì cái người bạn đi cùng á, chị đó chị mới nói cho chị biết. Chị mới nói chứ sao nhìn em dễ thương, cũng hiền lành, mà tại sao thằng chồng em nó lại quen với cái cô này. Mà cái cô này thực ra là lớn tuổi hơn chị, mà lại còn già hơn nữa. Nói chung là mình cũng nói xa nói gần với ảnh thôi. Nhưng mà ảnh cứ chối băng chối biến đi, không có nhận. Khoảng 2 tháng sau, không biết là hai người làm ăn hay gì với nhau hay lục đục gì không biết, là chị đó mới gọi điện tới nhà. Mình nghe thì mình nhận ra rồi. Mình mới nói là mấy mốt chị có kiếm ảnh á thì chị cứ gọi trực tiếp cho ảnh đi. Đó, thì mình cũng nhẹ nhàng mình nói vậy, tại vì mình cũng không có cái gì để mình xác chính xác là người đó là quan hệ với chồng mình. Đùng cái tự nhiên chị chửi ngược lại mình, mà nói một câu rất là nặng, chửi mình là đục. Mình tự nhiên thấy cảm thấy mình bị xúc phạm quá, trong khi bản thân mình không chửi mà lại còn chửi ngược lại mình nữa. Chị mới lúc đó chị giận quá, chị mới nói chứ chị cần gì á, chị cứ tìm ảnh đi nha. Chị nghĩ sao chị chửi tôi như vậy vậy? Chị mới là người như vậy đó, tại vì chị giật chồng của người ta. Thì chị ngu thì chị ráng chị chịu, chị đừng có gọi điện tới đây làm phiền. Thì chị cũng về nói, nhưng mà anh cũng chối thôi. Chỉ có làm ăn chung thôi chứ không có gì hết trơn á. Mà thực ra là ảnh ra ngoài anh nói như người ta là không có sao đâu, chỉ cần về năn nỉ một vài câu là chị có thể bỏ qua hết. Thì khi mà tới tai của mình thì mình nghe mình cũng rất là giận, tại vì giống như là mình bị coi thường quá đi đó. Thì nhưng mà tại vì lúc đó con mình nhỏ, thành ra mình cũng cố gắng mình chấp nhận, mình cũng bỏ qua hết, tại vì mình cũng không có bằng chứng nào để mà xác định là ảnh cặp với cô đó hết. Chỉ có nghe người ta nói thôi chứ mình không có chính mắt mình xác định được điều đó. Cũng khoảng 2 năm sau thì anh lại quen một người khác nữa. Thì cô đó là còn trẻ, nói chung là cũng khá trẻ, cũng là một người bạn. Người ta mới nói với chị là chồng chị quen với cái cô đó, đó là còn mướn phòng trọ cho cái cô đó ở nữa. Anh mới nói là anh đi qua nhà anh hai chơi, đi khoảng 30 phút gì đó, xong chị mới gọi điện qua anh chị hỏi. Thì anh nói là từ tối giờ chị không thấy chồng em qua đây. Ra chị cũng nghi rồi, tại vì cái cô đó cổ chỉ là cái phòng trọ đó gần nhà anh hai chị. Thế là cũng chỉ cái ngõ vô luôn. Cái chị cũng đạp xe chị tới đó. Tới đó thì chị đi vô thì chó nó sủa nhiều quá. Mình cũng ngại mà người ta tắt đèn hết trơn rồi, mà phòng nào phòng nấy đóng cửa hết. Nên mình đi ngược ra. Thì chị đứng ngay cái đầu ngõ đó luôn. Thì anh đi ở chồng á ra. Cái anh thấy chị nói ủa sao tới đây làm gì. Cái chị nói ủa vậy anh tới đây làm gì. Anh không nói gì hết, bỏ về. Mà chị tức cái là cô bé đó chỉ nói cho chị, nhưng mà lại không nói tên của cái cô đó là tên gì, nên mình không hỏi được cái phòng là ở phòng nào. Đó, cái xong ngày hôm sau chị đi làm, chị mới vô chị hỏi cái cô bé. Chị tới ngay cái cửa phòng đó luôn. Thì ngay cái phòng đầu tiên luôn, mặc cái tối hôm trước chị tới ngay trước cửa mà chị không hay. Thì chị mới gõ cửa, thì chị mới giả bộ, chị mới hỏi thăm. Chị mới hỏi, em ơi chị tới đây chị tìm ảnh để ảnh sửa máy giùm cho chị. Tại nghề may, chị làm nghề may mà. Cái nó là để nhờ ảnh sửa máy giùm. Cái cô mới nói là ảnh lâu lâu ảnh mới tới đây à. Chị cần thì em cho chị số điện thoại thôi. Cái nói chị mới xin số điện thoại. Thì đúng là số điện thoại của chồng mình. Chị mới về chị mới nói chuyện với ảnh. Ảnh cũng vẫn chối, tìm đủ lý do đó mà. Anh cứ chối là ảnh không có quan hệ gì với ai hết này. Không có cái chuyện mà cái cô đó chị ảnh không biết không này kia. Cái chị mới nói là không biết thì anh tới. Tối hôm đó anh tới đó làm cái gì, anh tới đó anh vô nhà ai. Thì xong rồi cái ngày hôm sau chị ba chị mới bực mình quá, chị mới nói đâu để chị đi với gì, tới xem cái mặt cái con nhỏ này như thế nào. Thì tới thì nó dọn đi mất rồi. Là có nghĩa là anh đã thông báo nó là nó dọn đi rồi. Chị mới hỏi thăm được đó là cô bé đó thì cũng làm trong ngành may luôn. Thì cái ngày đó là cũng gần ngày Tết rồi, thì người ta phải nghỉ Tết người ta về quê.
Thì chị mới hỏi cái ngày cuối của cái công ty đó nghỉ là ngày nào, thì nó là ngày 28 Tết. Cái là hai chị em đi tới cái trước cổng đó, hai chị em đứng chờ, đứng canh chờ tới giờ. Cái nó ra, cái nói chị ơi nó kìa, mà nó đi chiếc xe của mình, chiếc xe Honda của mình. Trong khi mình cố mình dành dụm tiền bạc, mình mua góp được chiếc xe để cho chồng mình đi làm. Trong khi mình đạp xe đạp, mình đưa con mình đi học, xong rồi mình mới đi làm, mà lấy xe đó đưa cho người khác đi. Thấy là đã đau lòng rồi, hai chị em mới đi theo. Đi theo thì nó tới là hai người hẹn nhau ở ngoài quán nước á. Thì chị, người chị của chị rất là giận. Chị mới, chị thấy nó vừa dừng lại mà bước vô cái chỗ mà ngồi nó, thì xe là chính xác là xe mình, thì chắc chắn là gặp chồng mình rồi, thì đi ra đúng là như vậy. Và chị bả mới nhào tới, thì nó sợ quá nó bỏ chạy, là không có giáp mặt, không có nói được gì hết trơn. Thì còn máng cái vỏ ở trên xe của mình á. Xong rồi cái anh mới giật cái vỏ đó, anh giữ khư khư cái vỏ đó. Lúc đó chị giận, chị nói là tôi cần là cần một người chồng biết lo cho vợ, cho con, chứ còn tôi không cần người chồng như vậy. Còn chiếc xe tôi cực khổ tôi mua, thì bây giờ tôi lấy lại thôi. Còn anh muốn đi đâu đi, anh đi theo nó luôn cũng được, tôi không cần. Thì đó, lúc đó là hai chị em lấy xe về. Thì tới khuya đó anh mới về. Anh về anh năn nỉ ba chị, xin tha thứ này kia. Ba chị mới nói là mày cứ xin tha thứ, mình nói, mày nói với nó đó, chứ còn tao không có là cái gì hết trơn á. Mày làm được thì mày chịu trách nhiệm được. Thực ra là chị cũng giận lắm, thì chị cũng đưa đơn lên tòa. Đưa lên tòa đâu cũng kéo dài cũng 2 năm mấy 3 năm gì, cứ dây dưa và anh không có chịu ra tòa. Mà đi làm thì cũng không có tiền về, mà cứ ra ngoài thì nói là đi hoặc là vay mượn của ai cũng nói là lo cho vợ cho con. Ảnh cũng đi biệt cả chứ cũng không có ở nhà, đi miết vậy đó. Thích đi đi, thích về thì mà thích gọi điện về thì gọi, còn không gọi thì thôi. Rồi xong cái đợt đó tự nhiên ảnh về đi. Về cái bà chị ba của chị á, chị mới gặp mặt. Nếu mà mày không lo được cho em tao, cho cháu tao, thì mày đừng có làm phiền nó nữa, để cho mẹ con nó sống yên ổn. Hả? Thế là không biết, chắc là hết duyên, hết nợ hay sao á, tự nhiên đùng đùng tự ái lên. Thôi được rồi, gia đình em muốn như vậy, em muốn như vậy thì đưa đơn đi tôi ký. Mà lúc đó là cái đơn vẫn còn nằm trên tòa, mà kêu hoài không lên. Đó, thì khoảng 2 tuần sau, cái người ở trên tòa mà tới nói lúc đó là chị cứ về nói ảnh lên đi, không cần phải là theo đúng ngày hẹn gì hết, cứ lên đi là tôi giải quyết cho. Đó là thẩm phán ở trên tòa người ta nói với chị vậy. Thì đúng là lúc đó là khoảng 2 tuần sau là anh đồng ý lên. Thì hai vợ chồng cũng chở nhau lên bình thường, chở nhau đi chứ không phải mỗi người đi chiếc luôn. Hai người chở nhau lên rồi cái lên ra tòa. Rồi thực ra lúc đó chị cảm thấy nói đúng ra là rất là nhẹ nhàng, tại giống như là lúc đó là giống như là cạn cái tình thương trong lòng chị rồi. Nên chị cảm thấy là cảm thấy giống như là chút được một gánh nặng vậy. Nó rất là nhẹ nhàng. Chị nghĩ tí lại cái thời điểm đó là cái tệ nạn mà sida rất là nhiều nữa. Nên chị nghĩ là thôi dứt đi, chứ để lỡ mà ổng đi cứ lăng nhăng ở ngoài, biết có chuyện gì về lây bệnh cho mình, rồi làm sao mình có sức khỏe để mình lo cho con mình được. Lỡ mình có chuyện gì rồi ai lo cho con mình. Giống như là coi thường chị, giống như là chị hiền quá, là chị dễ quá hay sao đó. Thành ra là buông người này rồi cũng bắt người khác. Nên lúc mà chị ba chị mà nói là đi, giống như là đi đánh game phụ á, chị cũng có nói trước rồi. Chị nói là ăn thua là ở ảnh thôi, chứ còn chị có đánh người này thì anh cũng đi cặp với người khác thì cũng như không mà. Nên thôi bỏ là được rồi. Nên chị quyết định là chị bỏ là như vậy mà. Mình nên yêu bản thân mình chút đi. Mình biết yêu bản thân mình thì mình mới biết yêu người khác được. Nhiều khi mình có thể là mình chưa biết yêu bản thân mình cũng chưa biết yêu người khác đủ để giữ chân được người ta.